Tại sao tôi không đầu tư phòng tập yoga nữa? Đây là một câu hỏi rất là thú vị. Rất nhiều bạn thắc mắc với Kim Ba là tại sao Kim Ba cứ khuyến khích là hãy chuyển sang dạy online nhiều hơn, à, chuyển sang các lớp học yoga thông qua internet, thông qua online thay vì là à, tổ chức những lớp phòng tập, thuê phòng và thiết kế những phòng tập thật là đẹp, thật là long lanh nữa. Thì xin chia sẻ với các bạn rằng thì à, đây là quan điểm trên cá nhân của mình và mình thấy rằng cái xu thế hiện tại sẽ chuyển sang online một cách nhiều hơn, nhiều hơn rất là nhiều so với việc là cách cũ là chúng ta mở những phòng tập offline. Số 1 là nếu mở phòng tập offline thì sẽ xảy ra vấn đề gì? Thứ nhất là với tình hình dịch bệnh như vậy thì hôm đóng, hôm mở, hôm đóng, hôm mở thì nó tỷ lệ nó rất là rủi ro. Do vậy thì cái tính rủi ro như vậy thì chúng ta sẽ thấy là một công việc mà cứ gọi nắng sáng, nắng chiều mưa mà chúng ta không biết thế nào để dự đoán được. Nên tốt nhất là chuyển sang online là cách phù hợp nhất với tình hình hiện tại. số 2 là với tâm lý chung của mọi người Tâm lý chung của mọi người là lo lắng là tình hình dịch bệnh Trong vậy thôi, ngày xưa khi chưa có dịch thời điểm chưa có dịch thì cái việc mà để mà uh, có được năng lượng, sự động lực đi tập đã là điều khó rồi. Bây giờ thì ngoài yếu tố thời tiết ở thêm yếu tố dịch bệnh nữa, nên là những người mới ấy, họ cũng sẽ là rất là e ngại trong quá trình là đến những phòng tập, đến nơi đông người, nên là cái tỷ lệ mà có thêm khách hàng mới cũng sẽ là điều rất là khó khăn. Do vậy thì đó là yếu tố là lý do mà cái bà sẽ không triển khai các lớp học là offline, không triển khai lớp phòng tập của mình nữa mà chuyển sang online một cách hoàn toàn. Uh, yếu tố thứ ba mà cái bà chia sẻ đến uh, đó là cái cái cái, cái một cái một cái lo lắng mà chính các bạn cũng phải thắc mắc là Ờ, mình là một huấn luyện viên mà ngày nào mình cũng cọ sát mình phải giao tiếp với rất nhiều học viên như vậy thì liệu là với bản thân mình có an toàn hay không chỉ cần một người trong lớp mình bị thôi là cả phòng tập đấy sẽ bị nhiễm nhiễm và rất là nguy hiểm bản thân mình mới là người nguy hiểm nguy hiểm là mình mà bị thì cả phòng đều bị tại vì mình sẽ phải chạm vào rất nhiều học viên phải sửa phải gần họ như vậy do vậy cái tính mà gọi là tính 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 an toàn nó đã gọi là rất là kém rồi so với việc tập luyện online ngoài ra thì yếu tố thứ tư nữa là cái chi phí cái chi phí để vận hành phòng ốc nó rất là cao so với việc là apply nếu mà một phòng tập offline bình thường phòng tập mà yoga offline bình thường bạn dạy 20 người 30 người là đã đông rồi đúng không nhưng nếu mà dạy online bạn hoàn toàn dạy 50 người 100 người trên một cái ứng dụng nào đó trên uh, Zoom do vậy cái sự uh, nhân nên nó rất là lớn nó rất là mạnh so với vậy thì tội gì mình không dạy online Tất nhiên nhiều bạn thắc mắc là dạy đông như vậy thì chất lượng nó kém đi thì sao Thì đó là cái kỹ thuật của bạn thôi Cái người có khả năng nghiệp vụ biết cách sử dụng công nghệ Để phối hợp cái màn hình laptop đùng phát thì nhìn được cả mấy trăm người luôn chứ chẳng cần Như là khi chúng ta có thì kiểu gì nó có cách âm thanh tốt hơn, mic hot hơn, hơn. À, Thêm một vài người làm mẫu, một vài người thì làm mẫu, người thì sửa Hai huấn luyện viên cùng lúc dạy mấy trăm người được mà Tớ dẫn làm điều đấy hàng ngày nên là Nhưng mà phòng apply thì đâu thể có thể là có phòng nào rộng đến mức như vậy đâu đúng các bạn Thế thì đó là yếu tố thứ tư mà tớ nghĩ rằng tớ sẽ không làm apply ở đâu và yếu tố thứ năm nữa là so với việc là dạy apply cũ thì chỉ có những người khu vực ở xung quanh chúng ta mới có thể tham dự lớp học của chúng ta thôi nhưng với online thì ta có thể dạy được bất cứ đâu học viên ở trong miền nam miền trung miền bắc đều có thể tham dự lớp học của chúng ta thậm chí những anh chị ở nước ngoài việt kiều cũng thể tham dự Như vậy thì cái lợi ích là tập online thì học viên của chúng ta là không giới hạn tới bất cứ quốc gia nào rất là tiện thay vì apply do vậy thì cái, cái sự lớn mạnh sự nhân bản lên nó sẽ khác biệt nhau hoàn toàn vậy với năm lý do như vậy thì cái bà tại sao nhiều bạn hỏi là tại sao không triển khai nữa đơn giản tôi thấy cái việc online nó hiệu quả hơn rất là nhiều như vậy thì tội gì mà mình lại không triển khai online và nó lại không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh mà ngồi ở nhà bạn vẫn thì thiết kế học viên vô cùng an toàn trong việc là tiếp xúc với nhau tiếp xúc thông qua màn hình tất nhiên thì nó có cần có những cái kỹ năng mới để cần được học tập biết cách xây dựng thương hiệu trên internet hay là xuất hiện trên youtube để chia sẻ để mọi người có thể biết đến mình giúp đỡ mọi người mọi người quý mến thì với mọi người mới lựa chọn phòng tập lựa chọn các lớp học online của mình thì đó là quan điểm kỳ ba hy vọng rằng nó sẽ giúp ích các bạn có được cái định hướng trong quá trình phát triển công việc của mình trong tương lai đặc biệt với ngành yoga cũng sẽ là một cái cơ hội rất là tuyệt vời nếu bạn biết sở hữu những cái cách để làm sao triển khai online tất nhiên nếu bạn muốn biết hãy kết nối với kiba ba à, mình biết cái gì mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn cái đấy nhớ đấy nhớ rằng đây là quan điểm cá nhân của Ba nhé các bạn thể góp ý và comment dưới bên dưới chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn chào những chia sẻ tiếp theo xin chào